Chiến dịch Hồ Chí Minh, chiến dịch cuối cùng của quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, bắt đầu từ 17 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975. Quân chủ lực từ năm hướng có nhiệm vụ tiến vào đánh chiếm năm mục tiêu quan trọng nhất, đó là Bộ Tổng tham mưu, sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô, Tổng nha cảnh sát và Dinh Độc Lập. Cùng với các mũi tiến công như vũ bão của quân chủ lực, thì lực lượng quần chúng nhân dân địa phương du kích biệt động, đặc công vùng ven Sài Gòn, Gia Định và Nội Thành đã vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 27 tháng 4, quân đoàn 1 từ hướng Bắc tiến công giải phóng đường số 13. Quân đoàn 2 tiến công trên hướng Đông và Đông Nam đánh chiếm thị xã Bà Rịa và đánh chiếm cầu Sài Gòn. Quân đoàn 3 tiến công trên hướng Tây Bắc, cắt đứt đường số 22 và đường số 1, chặn không cho sư đoàn 25 quân đội Việt Nam Cộng Hòa về Đồng Dù. Quân đoàn 4 tiến công trên hướng Đông đánh căn cứ Trảng Bom, Bầu Cá. Đoàn 232 tiến công trên hướng Tây Nam. Sư đoàn 5 cắt hoàn toàn đường số 4 từ Bến Lức đến Tân An. Phối hợp chặt chẽ cùng những đòn tiến công của quân giải phóng, quân chúng nhân dân ở Củ Chi, Hóc Môn, Thủ Đức, Bình Chánh, Gò Vấp, Tân Bình đã nổi dậy diệt ác, phá giá bộ máy chính quyền kìm kẹp của địch ở hầu hết các cấp, truy lùng ác ôn chờ thời cơ để nhanh chóng khởi nghĩa giành chính quyền. Với tinh thần một ngày bằng 20 năm, đến ngày 29 tháng 4, cả năm cánh quân của ta đã khép chặt vòng vây đến nội đô Sài Gòn, Gia Định. Rạng sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, năm cánh quân của ta đã đồng loạt mở cuộc tổng công kích vào nội đô, không quân pháo binh của ta ná đạn xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Ở ngoại thành, quần chúng nhân dân kết hợp với lực lượng vũ trang tại chỗ tự nổi dậy giành chính quyền ở hầu hết các ấp xã trước khi bộ đội tiến vào. Đến trưa ngày 30 tháng 4, các binh đoàn của ta đã tiến chiếm các mục tiêu chiến lược của địch, bắt toàn bộ nội các bù nhìn của địch, buộc Dương Văn Minh phải lên đài phát thanh tuyên bố đầu hàng. Đất nước ngàn năm, lịch sử dân tộc với những bậc anh tài và địa danh huyền thoại. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 4 ngày thực hiện thần tốc táo bạo, 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ chiến thắng của ta đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh, cũng đồng thời chấm dứt 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Tuy là chiến dịch quân sự có thời gian ngắn nhất trong chiến tranh Việt Nam, chỉ diễn ra trong vòng hơn 4 ngày, từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, song chiến dịch Hồ Chí Minh đã đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, để lại nhiều bài học ý nghĩa sâu sắc. Trong suốt chiến dịch Hồ Chí Minh, sự kết hợp giữa tiến công quân sự của bộ đội chủ lực với nổi dậy của quần chúng nhân dân được thực hiện hết sức chặt chẽ, hiệu quả, giúp cho chiến dịch giành thắng lợi trong thời gian nhanh nhất, triệt để nhất và giữ được Sài Gòn còn khá nguyên vẹn khi kết thúc chiến tranh. Thời gian đã lùi xa 49 năm, nhưng bài học trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vẫn mãi là bài học vô giá. Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Quang Đạo, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự phân tích. Có lẽ rất nhiều nước cũng nói đến chiến tranh nhân dân, nhưng mà chưa ở đâu chiến tranh nhân dân lại sinh động và phong phú như ở Việt Nam. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì ở Việt Nam vào cái thời kỳ mùa xuân 75, chúng ta đã có trên thực tế các đơn vị chủ lực tương đương cỡ 5 quân đoàn. Lực lượng vũ trang địa phương cấp tỉnh đến cấp huyện đã được hình thành trên thực tế và có vai trò hết sức quan trọng để ghim chân địch, chia cắt địch và căng kéo lực lượng địch toàn Việt Nam. Cùng với cái lực lượng này thì có nhân dân ở khắp nơi luôn luôn làm cho địch không thể làm chủ được tỉnh nông thôn cũng như ở đô thị. Chính lực lượng quần chúng đấy đã buộc địch phải phân tán lực lượng. Trên thực tế, cái hay nhất của chính quyền địa phương chính là cái sự kết hợp và rất độc đáo, rất sáng tạo là chúng ta đã biết và chúng ta đã kết hợp được giữa cái sức mạnh của bộ đội chủ lực với bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và nhân dân nổi dậy. Đây là cái điều căn cốt nhất, mang tiếng là tổng tiến công, nhưng mà nên nhớ rằng tổng tiến công và nổi dậy, đó là nét đặc sắc nhất của chiến tranh dân Việt Nam. Ngay cả cái tên chiến dịch Hồ Chí Minh cũng mang rất nhiều ý nghĩa. Theo các tư liệu lịch sử, ban đầu chiến dịch này có tên là chiến dịch giải phóng Sài Gòn Gia Định. Tại căn cứ Lộc Ninh ngày 8 tháng 4 năm 1975, Bộ Chỉ huy chiến dịch đã họp và đề xuất đổi tên thành chiến dịch Hồ Chí Minh. Và đến ngày 14 tháng 4 năm 1975, Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam lúc đó đã gửi bức điện số 37TK cho Bộ Chỉ huy chiến dịch với nội dung
đồng ý chiến dịch giải phóng Sài Gòn lấy tên là chiến dịch Hồ Chí Minh. Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết, việc đổi tên này có ý nghĩa đặc biệt là để tri ân tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Một mặt tức là để chúng ta tri ân tưởng nhớ đến lãnh tụ Hồ Chí Minh, cái người suốt cuộc đời luôn đau đáu cho cái độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc. Với Bác, cái niềm vui trong mình phải là độc lập dân tộc gắn với lại thống nhất đất nước. Cái thứ hai, Quân đội Nhân dân Việt Nam là đội quân của dân, do dân, vì dân, do Hồ Chí Minh sáng lập, dìu dắt và rèn luyện. Cho nên trong cái thời khắc cuối cùng đấy, trong cái ánh hào quang của chiến thắng mà đã đi suốt cuộc trường chinh 30 năm đến cái thời khắc đấy, thì rõ ràng mỗi một người lính trong Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng muốn có được cái hình ảnh. Mỗi một chiến dịch, mỗi một trận đánh, họ mang theo cái hình ảnh của Bác Hồ và cái sự có mặt của Bác Hồ, cho dù là người không còn, nhưng cái tên tuổi của người như một cái hồi kèn xung trận, hồi nhập tâm, tiếp thêm cái sức mạnh tinh thần cho những người lính mà bước vào cái trận quyết chiến chiến lược cuối cùng. Thắng lợi vĩ đại của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thêm một lần nữa khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, là một đảm bảo để đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành thắng lợi. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo của Đảng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chính nhờ Đảng huy động được sức mạnh của toàn dân đánh giặc mà cả ba thứ quân đã cùng lực lượng chính trị kết hợp chặt chẽ hai hình thức chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy, kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, kết hợp tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng. Để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chúng ta đã linh hoạt và sáng tạo trong xây dựng chiến lược và sử dụng chiến thuật. Có rất nhiều mật lệnh được truyền đi, đặc biệt là tinh thần một ngày bằng 20 năm, hay mật lệnh thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút, từng giây xốc tới chiến trường, quyết chiến và toàn thắng. Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Long cho rằng mật lệnh được truyền đi vừa như một hồi kèn xung trận, vừa như một lời động viên khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ và tất cả những người tham gia nơi chiến trường. Có thể nói rằng đấy là một cái chỉ thị, một mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy Thống soái, nhưng đồng thời đấy cũng như một cái hồi kèn xung trận thúc giục đẩy nhanh hơn nữa cái tốc độ tiến công. Bởi như chúng ta biết cái thời điểm lúc bây giờ, nếu chúng ta không hành động nhanh chóng trên các hướng thì chưa chắc chúng ta đã có thể hoàn thành cái công cuộc này ngay trong tháng 4. Cái mệnh lệnh đấy nó được thấm đến từng cán bộ chiến sĩ như là một cái mệnh lệnh của lương tâm của mỗi một người lính trên chiến trường lúc bây giờ, chứ không chỉ thuần túy là một cái mệnh lệnh của cơ quan chỉ huy truyền cho cấp dưới, mà như một cái thông điệp của cả cái dân tộc này đang đặt lên vai họ. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Thắng lợi này có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân bao trùm là nhờ có đường lối đúng đắn, Đảng đã quy tụ được sức mạnh đoàn kết của toàn dân, sức mạnh của hai miền Nam Bắc và sức mạnh đoàn kết quốc tế. Ông cũng cho rằng, ngày nay, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cần được tiếp tục duy trì, củng cố, bảo đảm ngày càng bền chặt. Đoàn kết phải được thể hiện rõ trong Đảng, trong nhân dân và phải thấu suốt từ trên xuống dưới, từ trong đến ngoài. Cần phải làm cho mọi tổ chức Đảng, mọi đảng viên luôn trở nên trong sạch thì mới có thể đảm đương được vai trò hạt nhân nòng cốt, xây dựng tình đoàn kết trong Đảng và trong nhân dân, mới tập hợp được sức mạnh của toàn dân tộc hướng vào các nhiệm vụ chiến lược. Thời gian đã lùi ra gần 50 năm, nhưng bài học về kết hợp giữa nổi dậy với tiến công trong hành tiến của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vẫn mãi là bài học vô giá để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Những ngày kỷ niệm trọng đại này là dịp để chúng ta thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc anh hùng, quân đội anh hùng của các thế hệ cha anh trong thời đại Hồ Chí Minh. Càng tự hào, chúng ta càng cần tiếp tục phát huy tinh thần trí tuệ để xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu mạnh.